Alo, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh 85 TV. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi cầu Vĩnh Tuy nhưng mà cái hướng từ Minh Khai sang Long Biên để mình có thể thấy được cái tiến độ cầu Vĩnh Tuy ở giai đoạn 2 là như thế nào nhé. Mình hiện tại là đi từ cái hướng Đê Nguyễn Khoái thì cầu Vĩnh Tuy giờ cái nhịp số 1 giờ là đoạn đường lên cầu Vĩnh Tuy rất hẹp nên là rất là tắc đường. Thì mình cũng quay luôn một số cái cảnh tắc đường để các bạn thấy được cái việc tắc đường nhé. Đi từ cái hướng Đê Nguyễn Khoái là từ cái hướng đường Minh Khai lên thì đều tắc cả các bạn nhé. Rồi các bạn xem hình ảnh trên video để thấy được là phía bên phải thì thấy được là cái mở quy mô mở rộng cái cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 thì nó đang đang xây dựng đến đâu và cái tiến độ nó đến đâu các bạn nhé. Hiện tại thì mình thấy tiến độ xây dựng cầu Vĩnh Tuy khá là nhanh và nhiều hạng mục đã hoàn thành rồi. Hiện tại chỉ còn một số cái nhịp cầu mà ở giữa lòng sông Hồng thì những cái nhịp cầu đấy thì khi thi công khá là khó nhất ở trong cái việc là thi công cầu nên là thường là để công việc này là cuối cùng. Còn các cái nhịp cầu mà nối bên quận Long Biên mà cái nhịp cầu mà ở dưới dưới đáy sông mà lấy đất liền ấy thì họ thường là họ làm xong gần hết rồi. Đấy, tôi mời các bạn theo dõi video nhé.